Bây giờ mình sẽ qua tới cái phần chơi game. Chơi game đó hả? Chơi game nha. Chơi game thì cái này thắng thua xong rồi là mình sẽ có cái deal với nhau á. À, nếu như ví dụ chị thua đi chị mua cho em cái vòng, còn nếu như mà chị thắng thì em tặng chị cái vòng. Vậy đi. Deal nha. Deal. Tuần này Tú Vi và Minh Lập sẽ chơi trò chơi lắc quẻ đoán tên web drama. Ở phần chơi này, MC và khách mời sẽ lần lượt lắc mỗi người 5 quẻ. Trong mỗi quẻ sẽ là những cái tên của những web drama được sắp xếp ngẫu nhiên. Nhiệm vụ của người chơi là sắp xếp lại và đoán tên của những web drama đó. Ai có câu trả lời đúng nhiều hơn, người đó sẽ giành chiến thắng. Trời, chị căng thẳng. Trời ơi, nó văng bây giờ chị ơi. Từ từ. Chị lắc như lắc bầu cua cá cọp vậy. Thôi em lắc thử cho chị xem coi nó như thế nào. Hay quá kìa. Đó. Rồi, của em. Chị phải lắc nhẹ nhàng. Cái gì vậy? Vá tri tệ NUI. Cái gì vậy? Cái này giống chữ truyện nè. Có chữ truyện nè. Truyện. Chuyện Biết rồi. Truyền kỳ hả? Sai. Vá. Có gì mà có chữ vá? Ê, để chị trả lời câu này cho chị thắng câu này được không? Ủa, thăm ai tao trả lời chứ chị? Chuyện tiền. Tiền truyện. Có chữ tiền truyện rồi. Tiền truyện. Tao từ để em loại chữ. Nè, có chữ V chứ á. Ủa, làm sao? Alo. À, vi cá tiền chuyển. Vi cá tiền chuyển. Trời ơi, vi cá tiền chuyển. Đúng rồi. Rồi, chị có thể chọn một trong đống này. Này đi. Dạ. Tuôn bay ngay. À, em biết rồi, cái này em biết nè. Ngộ ha, cái người không chơi luôn suy nghĩ ra được trước. Tuôn bay. Năm. Ủa, cái gì đấy? Em chờ lâu quá. Gây. Gì tuôn. Gây ở đây nữa? Tuôn. Bà buông. Tuôn. Bay. Buông ngay. Hai. Tuôn ngay. Buông bay. Một. Buông ngay, tuôn ngay. Hết giờ. Đúng không? Biết đáp án là gì không? Là gì nè? Tai buông buông tai. Wow. Quên Võ Đăng Khoa. Ra coi. Trời ơi, nó thọt xong rồi, nó thọt xong rồi nó lọt xuống. Gà cói. Tức ghê á, cái này nó lủng củng quá à. Nó không có theo quy luật của cái sinh xăm. Nhà trọ có quá trời phòng. Đúng rồi. Ôi. Cái đầu tiên. Đúng rồi, cái đầu tiên. Kẻ xăm tin. Trời ơi, cái này của chị Minh Hằng. Đúng. À. Nam Phi Liên Hoàng Kế. Trời ơi. Số 9 của chị Nam Thư luôn. Trời ơi, hai bộ phim của chị Nam Thư rồi. Thứ ba. Ui. Trời ơi, làm em hồi hộp quá. Đó, hay. Hay. Ờ, chùa khó. Em biết nè. Năm. Chùa, sớm chùa. Sớm chùa, đúng rồi. Sớm chùa là của chị Việt Hương. Đó, hay quá, bây giờ hai chị em mình làm nghề nè. Xong của chuyến này về đi xem bói cho em. Cái khúc này á, là câu này quyết định nè. Đại kê chạy đi. Rồi xong. Cảm ơn Lập rất là nhiều. À, đã đến với lại tay phải tay trái. Và dạ, chị chắc là chị sẽ chọn mua một chiếc vòng, đúng không em? Dạ đúng rồi. Chị có thể ngó thử cái bộ sưu tập mới của em là cá chép quá rồng. Lý do tại sao em lấy cá chép quá rồng là bởi vì 1-2 năm vừa qua là 1-2 năm rất nhiều biến cố cho kinh tế, ở con người và xã hội. Thì cá chép quá rồng là một cái hình ảnh mọi người vươn qua cái khó khăn để cuối cùng mang đến cho mình những cái may mắn trong con đường phía trước. Đó, đó là cái ý nghĩa của cái cá chép quá rồng. Đúng rồi. Có thành công mới. Chị ra lấy luôn được không em? À, bây giờ chị có thể lấy một vòng trên đó để ngó thử. Ôi, trường hợp đó nó cũng là thạch anh tóc. Dạ vàng, đúng rồi, này là tóc nâu à. Tóc nâu, nhưng mà chị có thể đổi tóc vàng được. Ủa, mà nó có phải là của mạng kim không em? Dạ, nếu mà cái này là mạng thổ, tóc nâu là mạng thổ. Nhưng mà chị vẫn có thể đổi nó thành tóc vàng được. Dạ. Chị sẽ chọn cái này nha, được không? Nếu như vậy thì em sẽ có một cái vòng để thắt cho chị, cho vừa với tay chị luôn. Còn này là mẫu trưng bày. Ok.
Cảm ơn Lập rất là nhiều với câu chuyện của Lập, câu chuyện làm nghề cũng như là những cái suy nghĩ về phong thủy rất là mới mẻ. Và thật sự là chị cảm thấy là chị cũng tiếp thu rất là nhiều những nguồn năng lực tích cực của Lập. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi Tay Phải Tay Trái, và hôm nay câu chuyện của chúng tôi hy vọng là mang đến cho quý vị nhiều những cái điều mới mẻ và năng lượng tích cực trong cuộc sống nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin chào mọi người. Thuận rồi. Ê, tôi đang quay, ông đứng ông nhìn ngoài kia đi. Ông ra kia ông đứng ông nhìn đi. Rồi. Anh ấy nấy, anh tạm thời né giùm em, anh chui vô chỗ ông thần tài anh đứng đi. Rồi. Một. Rồi, đi mua đồ. Sao? Mua có chút xíu rồi xem đem cái xe này chi vậy Thuận, lấy cái rổ này cũng được rồi. Thôi để chiếc xe cho nó sang nha. Trời em nói thiệt gì nghe, em đi mua đồ với vợ em nghe, với con em á. Mua có cái kẹo xin gum em cũng để xe nữa. Xe luôn, sang lắm chị, sang. Sang mà nó chẳng luôn. Rồi, cắt. Rồi, hôm nay là mua gì đó. Rồi, một, lại, hai. Ủa hôm nay mình đi mua gì chị? Hồi nãy chị nói là cơm trộn. Đúng rồi. Hôm nay là chị làm cơm trộn Hàn Quốc. Dạ. Thì sẽ mua là trứng nè. Rồi. Rồi cải bó xôi. Dạ. Mua gạo. Hết rồi. Thầy chị Châu, em phim em sẽ tìm một cái bài hay gì vậy? Bài hay không? Bài họ đúng không? Ok. Rồi, đó. Bây giờ mình phải tìm cái chỗ nào mà nó hàng á chị. Cái chỗ nào nó hàng á nha. Chứ mình đi cái chỗ nãy giờ em thấy nó việt lắm à. Nó hàng rồi. Đâu nó vẫn việt nè, đậu bắp nè vẫn việt nè. Nó vẫn việt đó. Nhưng mà những cái rau củ này nè đó, hàng có em đó. Là tại vì cơm trộn Hàn Quốc nè. Dạ. Có cà rốt. Rồi để lên. Đó, có cà rốt. Cà rốt. Gì nữa chị? Giá này nó cũng hàng lắm mà nghe. Rồi. Hàng Việt Nam mới cưng. Rồi. Ủa mà mình có mua gạo không chị? Gạo thì ở nhà có rồi. Dạ, nó coi không? Ngựa xách chiếc xe chi đi qua chỗ này cái phải bưng nó lên vậy nè đó. Rồi xong. Đó, sang lắm. Rồi đây. Rồi. Ủa chị, cơm trộn hàng mà cũng cả có bó xôi nữa hả? Có bó xôi, có cà rốt, có giá, có trứng, có thịt bằm. Rồi. Mà thịt bằm thì ở nhà... Bó xôi. Bó xôi. Hình như hết bó xôi rồi người đẹp ơi. Bó xôi chị mua rồi, bó xôi ở nhà còn. Bó xôi ở nhà còn. Bó xôi ở nhà còn. Có mua bò không? Hai cái này, thịt ở nhà có rồi. Bây giờ là... Có mua cái nước... Hai thiếu rồi. Có mua nước sốt gì không? Ở nhà chị làm. À. Rồi. Là chị nghĩ là còn thiếu có hai cái này thôi. Hai này thôi hả? Ừ. Trời ơi. Đẩy nguyên xe. Mà đẩy cái xe vậy nè, chịu đổi. Mua hai món này thôi nè đó. Hồi nãy chị nói rồi không nghe nha. Nhưng mà thôi kệ, đẩy xe cho nó. Kệ đi chị, đẩy xe cho nó. Hay là chị rảnh không, chị lên đi ngồi đi em đẩy vậy. Rồi đi. Ra tính tiền. Chú đang chi chị? Em muốn uống nước gì nè? À đúng rồi, phải mua nước uống đi. Có sữa nè, có trà không, nè, không. Có trà bi đao không nè. Luôn. Rồi có, để chị xem, có bột củ nè. Không, không uống bột củ đâu. Em với Lan không uống luôn. Nói chung uống gì? Nha. Không luôn. Uống gì mà đẹp như chị á. Với trà đi. Trà này đi ha. Rồi. Nếu mà trà thì ở nhà chị có trà kombucha rồi. Có gì thôi cất đi. Uống rồi. Cái đó là nó tiêu hóa tốt. Thôi nó tóm lại rồi ra tính tiền đi. Thế uống sữa không? Không uống, mập lắm rồi. Mập rồi con. Rồi. Đó. Rồi ra tính tiền nha. Đó, sàng dễ sợ luôn vậy đó. Tình huống bất ngờ.